Truyện vạn cổ thần đế, giọng đọc Ngọc Hiếu đang được phát trên kênh YouTube Trại Cá Mè Mầu Fish Center vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Tập 341. Hai vị không gian chịu không giả quyết đấu. Vặn vẹo không gian vùng thiên địa này bố trí ra một không gian mê trận. Ha ha, có chút ý tứ. Đáng tiếc tạo nghệ không gian của ngươi còn rất nông cạn. Bàn tay của Diện Công Tử nhấn một cái, có quy tắc không gian phun trào ra, trong miệng khẽ đọc một tiếng. Trở lại như cũ, khu vực này không gian nguyên bản rối loạn, trong giây mắt trở nên dung dứt, khôi phục bình thường. Trương Dực Trần và Hàng Sở Nam toàn lực phóng trà thanh khí, kích hoạt một đạo chi tôn chi lực trong ba quang. Bành bành, vạn văn thanh khí và hộ thân phù trên đỉnh đầu phong kiếm không ngừng sụp đổ, chỉ còn thân văn hộ thân còn đang đối kháng. Trời ạ, thánh tổ thanh khí, Tử Hành công tử cứu ta. Cảm nhận được chi tôn chi lực, phong kiếm không cách nào giữ vững trấn định nữa, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Ở đây không biết có bao nhiêu sinh linh kinh sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến hai quái nhân kia sẽ khủng bố như thế, lại còn mang theo một kiện chi tôn thanh khí. Khó trách bọn hắn không sợ hãi. Ai cho các người lá gan? Chẳng lẽ còn muốn trấn sát một lãnh tụ thế giới? Dĩ công tử lần nữa xoay bàn tay ra, bảo trì trạng thái hơi đắm. Bỗng nhiên không gian có chút chấn động. Một tay đài của hắn là muốn sử dụng thủ đoạn không gian vận chuyển cũng phong kiếm đi. Ánh mắt của Trương Dực Trần ngưng tụ trong khí hải, quy tắc không gian lưu động hội tụ đến đầu ngón tay. Xoẹt xoẹt, gón tay chém ra, một vết nứt không gian bay ra ngoài, chuẩn xác không sai, chặt đứt liên hệ giữa Diện Công Tử và phong kiếm ở giữa không gian. Còn có thủ đoạn như vậy, ngược lại là coi thường ngươi. Diện Công Tử nói rất bình thản, thế nhưng trong lòng thầm giật mình. Kinh hãi không phải Trương Dực Trần có thể chặt đứt thủ đoạn không gian vận chuyển của hắn, dù sao loại thủ đoạn này Diện Công Tử còn không có hoàn toàn nắm giữ. Diện Công Tử giật mình là thư sinh nhân tộc kia lại còn có thể phán đoán chuẩn xác ra lộ tuyến liên hệ giữa hắn và phong kiếm, điểm này là cực kỳ lợi hại. Phốc, đương theo tiếng kêu thảm thiết, ma quang tuôn ra chí tôn chi lực xé rách thần văn trên người phong kiếm, trực áp hắn đến chín rằm xe bảy. Một vị lãnh tụ đại thế giới vực lạc, thanh cốt hóa thành bụng mịn, thanh huyết vẩy xuống đầy đất. Ầm ầm, đại điện dưới người phong kiếm sụp đổ, chí tôn chi lực lan tràn ra xa, dọa đến tất cả tu sĩ đều vội vàng lui lại. Duy chỉ có Diện Công Tử và Thương Tử Hành bộc phát ra thực lực cường đại, phá vỡ chí tôn chi lực, hóa thành hai đạo lưu quang bay về phía Trương Dực Trần và Hàng Sở Nam. Cũng dám ở trước mặt hai người bọn họ trấn sát một lãnh tụ của phe phái Thiên Đường Dưới, tôi nhựa trước mặt tất cả mọi người tát hai người bọn họ một bạt tay. Đi! Trương Dực Trần kéo Hàng Sở Nam tiến vào không gian truyền tống trận sớm bố trí. Còn muốn chạy nào có dễ dàng như vậy? Ánh mắt Thương Tử Hành lạnh lẽo, sát cơ lộ ra, hai ngón tay dài nhọn từ trên đỉnh đầu lấy xuống một cây lông vũ màu đỏ thắm đánh ra ngoài. Oa! Trên lông vũ hiện ra từng tia hỏa diễm, hóa thành một quái điểu dài chừng 10 trượng, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Cổ lực lượng ba đồng kia còn đáng sợ hơn chiến uy của khung lưng, chỉ sợ có thể so sánh với thánh vương của bộ. Hỏa diễm quái điểu kia chỉ cần một trảo, đoán chừng có thể xé nát chúng ta. Người này có lai lịch gì, thật đáng sợ. Cho dù là Hàng Sơn Đam, sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi. Trương Dực Trần cũng không nghĩ tới thực lực của Thương Tử Hành cũng bố đến trình độ như vậy. Không có tự mình xuất thủ, chỉ đánh ra một cây lông vũ liền có thể so với thánh vương bát bộ đỉnh phong, thậm chí thánh vương của bộ, xa xa không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Trương Dực Trần lo lắng không gian truyền tống trận còn chưa hoàn toàn vận chuyển sẽ bị hỏa diễm quái điệu đánh đát, vì vậy liên tiếp đánh ra mười mấy kiện vạn văn thanh khí oanh kích về phía hỏa diễm quái điệu. Đồng thời hai tay của hắn giơ lên phóng ra quy tắc không gian. Ầm ầm, lòng đất còn sót lại năm không gian bị rập toàn bộ kích hoạt, hình thành năm vòng xoáy không gian hội tụ vào một chỗ. Vòng xoáy trở nên to lớn, tịch thiêu kiện địa, va chạm với Thương Tử Hành và Diện Công Tử. Cánh chim của hỏa diễm quái điệu rung rẩy một chút, liền đánh vào vang thanh khí của Trương Dực Trần bay ra ngoài. Một đầu khác, Diện Công Tử khẽ đọc một tiếng. Ngưng! Lực lượng không gian ngưng kết bạo phát ra, vòng xoáy không gian trở nên càng ngày càng nhỏ. Thời điểm đến trước mặt Diện Công Tử đã hoàn toàn biến mất. Hoa! Thời dịp giấy mắt cá ngủ này, không gian truyền tống trận tạo bắt ra bạch quan cho mắt. Trương Dực Trần và Hàng Sơn Nam biến mất tại chỗ. Diện Công Tử đến biên giới không gian truyền tống trận, mang theo mấy phần kinh biệt, đói. Vô tri! Sử dụng không gian truyền tống trận liền muốn rào tổ. Để cho ta tới nhìn xem các người truyền tống đi địa phương nào. Đùng! Diện Công Tử vừa mới nghĩ đi dò xét, một tiếng vô vụt vang lên. Ở trước mặt hắn, không gian truyền tống trận cỡ nhỏ kia chia làm xe bảy đổ sụp xuống dưới. Rất nhanh, nơi đó liền biến thành một cái hố to. Vậy mà bố trí truyền tống trận duy nhất một lần, thật đáng giận. Đừng để ta gặp lại ngươi. Diện Công Tử hai tay nắm chặt, ánh mắt âm trầm. Diện Công Tử còn là lần đầu tiên gặp được tu sĩ không gian cùng thế hệ khó chơi như vậy. Hơn nữa lần này giao phong, hắn làm không gian chữa không giả, trận đại chiến phát sinh được tự do giao dịch viên. Rất nhanh liên truyền khắp phòng thượng đài, tu sĩ các giới đều kinh hãi. Không biết từ nơi nào xuất hiện hai quái nhân vậy mà giết chết mười mấy vị thánh vương của phe phái Thiên Đường Giới.
trong đó còn bao gồm một lãnh tụ thế giới và bốn vị tuyệt dược tinh hùng thiên sứ. Hai người kia không biết là thượng thánh vương nào, thượng tử hành và diễn công tử đồng thời xuất thủ, vậy mà cũng để bọn hắn đào thoát. Không nhìn thấy chiếc trâu thanh khí cũng sử dụng sao? Loại nhân vật này tuyệt đối là có bối cảnh cực kỳ đáng sợ. Các người nói chân lý thần điện sẽ xử trí hai quái nhân kia như thế nào? Chân lý thần điện cũng không đám được nhược điểm của hai quái nhân kia, dù sao đích thực là phải phái thiên đường giới xuất thủ trước. Hơn nữa phong giam và hai quái nhân kia giao hảo, lấy thế lực sau lưng phong giam và lực ảnh hưởng ở chân lý thần điện, toàn lực dựng chuyển đủ để tẩy sạch tất cả tội chứng. Hai quái nhân ma trong miệng mọi người nói tới, sau khi trốn chạy lập tức trốn đến biên giới cấm khu của ngoài Nam Viên. Nếu thường tử hành và diện công tử truy sát lên, bọn hắn sẽ lập tức chạy vào cấm khu. Nguy hiểm thật, tu vi của hai người kia quá khủng bố, đặc biệt là nam tử trên đầu cắm ba cái lông vũ màu đỏ kia, hắn đến cùng có lai lịch gì? Hạng Sơn Nam hỏi. Trương Dực Trần nói, người này là lãnh tụ của công đức thần điện Thương Tử Hành, cũng là sinh tử đại địch của ta, thật xin lỗi không nên liên lụy ngươi vào. Thần sắc Hạng Sơn Nam nghiêm túc nói. Nói gì vậy? Hạng Sơn Nam ta là người nhát gan sự phiền phức kia sao? Trương Dực Trần làm ra dấu im lặng, trọng kiếm trong tay hiện ra một tầng kiếm đạo huyền cương, nhìn chằm chằm về phía Sương Giống Bạch Cốt, trong giọng nói, người nào đi ra? Ha ha, tiếng cười êm tai vang lên, một đoàn tinh vụ trống rỗng hiện ra. Thiên tinh thiên nữ mặc áo tím đứng ở trong tinh vụ, tóc dài đen nhánh như tơ liễu rủ xuống, khuôn mặt của thiên tinh thiên nữ mông lung, thanh âm u nhã nói, Trương Dược Trần, tính cảnh giác của ngươi rất cao nha, nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện. Trông thấy thiên tinh thiên nữ, Trương Dược Trần chẳng những không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại lộ ra vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, tùy thời chuẩn bị trốn vào cấm khu. Trương Dược Trần, ngươi hẳn là nhận lầm người rồi. Trương Dược Trần đói, thiên tinh thiên nữ đói, ngươi giấu giếm được người khác nhưng không thể gạt được ta, ngươi không cần đề phòng ta như thế, ta chưa chắc là địch nhân của ngươi, nói không chắc còn có thể tạm thời trở thành bằng hữu. Trương Dược Trần cực kỳ kinh hãi, hắn tu luyện vô hình vô tướng tam thường lục biến là bị nhìn thấu, nếu như đối phương là đại thánh còn dễ lý giải, chỉ trách hắn tu luyện còn chưa đủ tinh thâm, thế nhưng tu vi của đối phương lại không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Trương Dược Trần đói, bằng hữu, thiên nữ điện hạ lại đang nói đùa sao? Hai người có được chân lý áo nghĩa, làm sao có thể trở thành bằng hữu? Hắn nói như vậy liền tương đương với chấp nhận thân phận của mình. Thiên tinh thiên nữ cười nói, không sai, hai người có được chân lý áo nghĩa đích thực là cựu địch không chết không thôi, cho nên bạn thiên nữ nói chính là tạm thời trở thành bằng hữu. Tạm thời này là bao lâu? Trương Dược Trần hỏi. Thiên tinh thiên nữ nói, người cách bạn thiên nữ xa như vậy làm gì? Vì sao chúng ta không ngồi xuống từ từ nói chuyện? Đối phương rất có thể tu luyện hư vô chỉ đạo, hơn nữa biết rõ ràng nàng khẳng định sẽ giết mình, cướp đoạt chân lý áo nghĩa. Trương Dược Trần làm sao có thể để nàng dính lại gần? Tu vi của bản thiên nữ cũng chỉ cao hơn ngươi một cảnh giới, ngươi là thật không chịu không giả, chẳng lẽ còn sợ ta sao? Giờ rồi hào hùng đại sát bốn phía đi đi nào rồi? Ánh mắt của Trương Dược Trần liếc nhìn bốn phía nói, nếu thiên nữ điện hạ không có tâm giết người, tại sao lại an bài hai tu sĩ vô giếm ở phụ cận? Lần này đến phiên thiên tinh thiên nữ giật mình. Thiên tinh thiên nữ đích thực là có sự tình cực kỳ trọng yếu, muốn cùng Trương Dược Trần hợp tác một lần, nhưng thiên tinh thiên nữ cũng lo lắng Trương Dược Trần sẽ ra tay giết nàng, tự nhiên phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Thiên tinh thiên nữ an bài ở phụ cận chính là hai người mạnh nhất của thiên tinh văn minh ở chân lý thần điện, lấy tu vi mạnh mẽ của hai người bọn họ, vậy mà không cách nào giấu giếm được Trương Dược Trần cảm ứng, điểm này đích thực là vượt quá dự liệu của nàng. Thiên tinh thiên nữ hơi trầm tư, lập tức vung tay nói, hai người các ngươi lui xuống đi. Hai nhân ảnh kia hiện ra lùi về phía sau, cuối cùng hóa thành hai điểm đen đứng ở đằng xa canh giữ phía khu vực này. Hiện tại bản thiên nữ xem như có đủ thành ý nha. Thiên tinh thiên nữ nói. Trương Dược Trần cũng không phải thật e ngại thiên tinh thiên nữ, chỉ không muốn lấy tính mạng của mình nói đùa mà thôi. Nếu thiên tinh thiên nữ không có trực tiếp xuất thủ còn đuổi hai cao thủ đi, hiển nhiên là thực muốn cùng hắn trao đổi chuyện gì. Kỳ thật trong lòng Trương Dược Trần cũng có chút nghi vấn. Tốt thôi, vậy chúng ta nói chuyện. Trương Dược Trần nói. Ở biên giới cấm khu, thiên địa tăm tối, thiên tinh thiên nữ lấy ra một cái bàn dài đặt ở trên mặt đất, lại lấy một chiếc xá lợi đăng đặt ở trên mặt bàn, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống. Xá lợi đăng tràn ra phần quang nhàn nhạt chiếu rọi trên khuôn mặt nàng, khiến cho da thịt của nàng tự nhiên băng tinh tuyết ngọc. Trương Dược Trần ngồi đối diện nói, hai người đồng thời có được chân lý áo nghĩa, vậy mà có thể ôn hòa ngồi chung một chỗ, không thể không nói đây là một kỳ tích. Thiên tinh thiên nữ uyển chuyển cười một tiếng, ha ha, người cướp đoạt bao nhiêu chân lý áo nghĩa, cái này đã không còn cần gì giấu giếm. Trương Dược Trần nói, 5 phần dạng, ta 6 phần dạng. Thiên tinh thiên nữ lại nói, ngươi biết gì cái gì, ngươi còn chưa chết không? Gì cái gì? Trương Dược Trần hỏi.
Thiên tinh thiên nữ nói: bởi vì bây giờ tu vi của ngươi mới thánh dương nhị vụ, tự như một trái thánh quả còn chưa thành thục, cho dù giết chết ngươi ta cũng chỉ có thể đạt được 5 phần dạng chân lý áo nghĩa. Nhưng đợi tu vi của ngươi tiến bộ, là vượt qua mấy tầng chân lý chi hải, khẳng định có thể đạt được càng nhiều chân lý áo nghĩa. Cho nên ta dự định cho ngươi tu luyện tới thánh dương cửu bộ, lại ra tay hái ngươi, ngươi xem ta trở thành một trái thánh quả. Con mắt của Trương Dương Trần nheo lại. Thiên tinh thiên nữ cực kỳ thản nhiên nói: từ khi ngươi đạp vào con đường tu luyện nên minh bạch đạo lý, nhược nhục cường thực, chỉ trách ngươi bại lộ bí mật có được chân lý áo nghĩa. Ngươi cũng biết tu sĩ thu thập được 1% chân lý áo nghĩa liền có thể trở thành sứ giả chân lý. Ngươi biết sứ giả chân lý đại biểu cái gì không? Sứ giả chân lý có thể điều động lực lượng khiêu chiến thần linh. Trương Dực Trần hừ nhẹ một tiếng: ngươi tự tin thời điểm ta tu luyện tới thánh dương cửu bộ còn có thể giết được ta như vậy? Thiên tinh thiên nữ nói: thời điểm ngươi đạt tới thánh dương cửu bộ, tự nhiên sẽ có đại thánh của thiên tinh giang minh tự mình đi lấy tính mệnh của ngươi. Đại thánh không giết được ngươi, thần linh cũng sẽ xuất thủ, thần sẽ giết được ngươi. Trương Dực Trần im lặng. Vì thân phận sư giả chân lý, vì chân lý áo nghĩa, thần linh xuất thủ là sự tình hoàn toàn có khả năng. Chỉ trách mình ở thời điểm độ chân lý chi hại quá bất cẩn, để thiên tinh thiên nữ diễn ra bánh khóe. Chỉ trách lúc trước bắn ra bạch nhược tiện kia không thể giết chết thiên tinh thiên nữ, từ đó chôn xuống mầm tai họa. Hiện tại có như xuất thủ giết chết thiên tinh thiên nữ diệt khẩu cũng vô dụng. Bí mật hắn có được chân lý áo nghĩa khẳng định đã bị một vài sinh linh của thiên tinh văn minh biết, căn bản không gạt được. Thiên tinh thiên nữ lấy ra bạch nhược tiện thả trên bàn để về phía Trương Dực Trần nói: ta không biết mục đích của ngươi bắn ra mũi tên này đến cùng là cái gì, nhưng nếu bạn thiên nữ dự định tạm thời cùng ngươi làm bằng hữu, mũi tên này coi như liền gặp mặt trả lại cho ngươi. Trương Dực Trần thu hồi bạch nhược tiện cười nói: xem ra ngươi là có chuyện yêu cầu ta. Cầu ngươi? Chưa nói tới, nhiều lắm chỉ có thể coi như hợp tác. Thiên tinh thiên nữ nói: không hợp tác. Trương Dực Trần trực tiếp cự tuyệt: biết cuối cùng ta sẽ bị thiên tinh giang minh các ngươi giết chết, vì cái gì ta còn phải hợp tác với ngươi? Thiên tinh thiên nữ cười nhạt: kỳ thực chưa hẳn nhất định phải giết ngươi, ta mới có thể có được chân lý áo nghĩa trên người ngươi. Chỉ cần ngươi quy thuận thiên tinh giang minh, đồng thời mỗi lần đạt được chân lý áo nghĩa liền chủ động hiến cho bạn thiên nữ, bạn thiên nữ không những sẽ không giết ngươi, còn sẽ trọng dụng ngươi. Tương lai nói không chắc ngươi còn có cơ hội trở thành phòng mã của thiên tinh giang minh, cảm thấy thế nào? Suy nghĩ thật kỹ đề nghị này của ta, không cần lập tức trả lời. Bạn thiên nữ cho ngươi thời gian suy tính. Trong lòng Trương Dực Trần thầm nghĩ, thiên tinh thiên nữ đến cùng là từ nơi nào lấy được tự tin có thể khống chế được hắn như vậy? Coi như đang tu luyện hư vô chi đạo, thế nhưng Trương Dực Trần lại đồng thời tu luyện hai hàng cổ chi đạo. Chẳng lẽ đã cảm thấy cái thương vật phong mã này rất có lực hấp dẫn? Trương Dực Trần không có biểu lộ suy nghĩ trong lòng, nói: không chỉ có được núi dựa lớn như thiên tinh giang minh, còn có vô số tài nguyên tu luyện, lại ôm mỹ nhân gì? Đề nghị này của thiên nữ điện hạ để cho người ta hoàn toàn tìm không ra lý do cự tuyệt. Ánh mắt của thiên tinh thiên nữ lóe ra quang mang mê người, nói: bản thiên nữ chỉ nói người có cơ hội trở thành phòng mã của thiên tinh giang minh, có thể nắm chặt cơ hội hay không còn phải xem ngươi biểu hiện. Trương Dực Trần mỉm cười lại hỏi: ta rất hiếu kỳ, người đến cùng là làm sao xem thấu thực vật của ta, lại làm sao truy tung đến nơi đây? Thiên tinh thiên nữ tự nhận là có thể khống chế hết thảy, bởi vậy không có dấu diếm Trương Dực Trần, nói: bởi vì ta là bản nguyên chủ không giả, bản nguyên chi đạo. Trương Dực Trần đau đau: không phải hư vô chi đạo sao? Thiên tinh thiên nữ duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, lập tức cái bàn sụp đổ hóa thành một mảnh hư vô. Không, không phải hư vô mà là hóa thành ước vàng hạt nhỏ. Sử dụng mắt thường căn bản không có cách quan sát, chỉ có sử dụng thiên nhãn và tinh thần lực mới có thể loáng thoáng dò xét ra một chút khác thường. Lúc trước thiên tinh thiên nữ ở chân lý chi hải đánh giết người thủ quan, bởi vì Trương Dực Trần cách rất xa cho nên mới hiểu lầm đang đánh người thủ quan thành trạng thái hư vô. Bản nguyên là khởi nguyên của dạng sự dạng dực. Thiên tinh thiên nữ nhấc tay nói: hoa, ước vàng hạt nhỏ nhanh chóng tổ hợp và kết nối, lần nữa ngưng tụ thành vật chất mà bắt thường có thể quan sát được. Không còn là một cái bàn dài mà là một thanh thiết kiếm dài 5 thước. Theo ngón tay của nàng điểm tới, thiết kiếm sụp đổ, sau đó lại hóa thành một gốc thánh thụ cao mấy chục mét. Trên cây đóa hoa nở rộ lộng lẫy, cánh hoa rơi xuống giống như tuyết màu đỏ, chiếu sáng không gian xung quanh thiên tinh thiên nữ và Trương Dực Trần. Trương Dực Trần ngẩng đầu nhìn thánh thụ mọc đầy hoa hồng, cảm giác không thể tương tương đổi. So với không gian chi đạo và thời gian chi đạo của ngươi thì như thế nào? Thiên tinh thiên nữ chắp hai tay sau lưng, đứng ở dưới tàng cây, dáng người thon dài phát họa ra một đường cong duyên dáng, người còn đẹp hơn hoa. Trương Dực Trần nói: cũng không tệ lắm. Thiên tinh thiên nữ có ý tứ phân cao thấp với Trương Dực Trần, nhưng thấy Trương Dực Trần bình tĩnh như vậy liền không còn tiếp tục nhiều lời,
trực tiếp nói ra ý đồ tới. Biết chuyện phát sinh ở đồi Nam Diên, phong cung đỉnh rồi chứ? Biết. Có hứng thú theo bản thiên nữ xâm nhập vùng cung điện kia, mưu đoạt đại cơ duyên không? Thiên tinh thiên nữ nói, Trương Nhật Trần trực tiếp cự tuyệt. Quá nguy hiểm, không đi. Nếu như phong cung đỉnh đột nhiên tác ra dãy cung điện thật tương liên với cung điện ở trong cấm khu kia, vậy thì tuyệt đối không xông được. Ngay cả hung vật viện cổ đại thánh cũng xuất hiện, những tu sĩ như bọn hắn xâm nhập vào có khác gì chịu chết chứ? Thiên tinh thiên nữ như mày nói, bằng vào tình báo ta thu thập được, Trương Nhật Trần không phải người giác gan sợ phiền phức. Truyền ngôn có chút hữu danh vô thực à? Cái này không quan hệ tới giác gan hay không, ta chỉ là không muốn đi chịu chết. Trương Nhật Trần nói. Thiên tinh thiên nữ nói, ta nắm giữ bản nguyên chi đạo, người nắm giữ thời gian và không gian, hai người chúng ta liên thủ, coi như dùng cung điện ghi lại nguy hiểm, còn không phải tới lui tự nhiên. Tới lui tự nhiên. Trong đầu Trương Nhật Trần hiện ra một hình ảnh, ở trong không gian hư vô băng lạnh đen kịt, lẫn lộn một thần thụ khổng lồ, phát ra khí tức giống như thác nước treo giữa thiên địa. Chính bởi vì thần thụ kia ở trong khu cung điện căn bản không có cách nào sử dụng không gian truyền tống, coi như cưỡng ép sử dụng cũng có hung hiểm to lớn. Muốn tới lui tự nhiên, đó nghe thì dễ. Ánh mắt của Trương Nhật Trần trở nên kiên định, phất phất tay nói, việc này không có gì phải nói, mời thiên nữ điện hạ trở về đi. Thiên tinh thiên nữ cũng không hết hy vọng, lại nói, nếu như ta biết địa phương tu di thánh tăng dẫn lạc thì sao? Trong mắt Trương Nhật Trần lộ ra một đạo tinh mang, hỏi, ở nơi nào? Thiên tinh thiên nữ mỉm cười, chỉ cần ngươi theo ta đi phong cung đỉnh một chuyến, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Theo ta được biết, địa phương tu di thánh tăng dẫn lạc lưu lại truyền thừa vô thượng, 10.000 năm qua thời gian thường điện và không gian thường điện không biết hao tốn bao nhiêu tinh lực và tài lực tìm kiếm nơi đó, đáng tiếc vẫn chỉ tìm được một chút tung tích mà thôi, không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể. Trương Nhật Trần dần dần khôi phục lại bình tĩnh, đang tự hỏi tính chân thực trong lời nói của thiên tinh thiên nữ, nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng người biết địa phương tu di thánh tăng dẫn lạc? Thiên tinh thiên nữ phản phất như đã sớm ngờ tới Trương Nhật Trần sẽ hỏi như vậy, nói, 10.000 năm trước tu di thánh tăng và một vị thần tổ của thiên tinh giang minh giao tình rất sâu, thậm chí lẫn nhau trao đổi một sợi râu tóc. Thời điểm cung lục giới phát sinh đại biến, sợi râu ở trong tay thần tổ truyền ra một đạo thần niệm. Thần tổ biết tu di thánh tăng phát sinh qua ý muốn, thế là lập tức tiến đến tương trợ. Đáng tiếc dẫn đi chậm một bước, bị kịch đã phát sinh. Đang khi nói chuyện, thiên tinh thiên nữ lấy ra một cái hộp sắt đưa cho Trương Dương Trần. Hộp sắt là một khối lập phương, phong cách cổ xưa mà đặng đì, không ngừng có tinh quang phiêu tán ra. Xem xét liền biết tuyệt đối không phải sử dụng kim loại bình thường rèn đúc thành. Trương Nhật Trần từ từ mở hộp sắt, lập tức phật quang tinh khiết đến cực điểm cứ xạ, nương theo phạt âm đầy trời. Ánh mắt xuyên thấu qua phật quang, có thể trông thấy ở dưới đáy hộp sắt nằm một sợi râu dài màu trắng. Chỉ là một sợi râu, là ẩn chứa phật lực bằng bạc, đang không ngừng tình hóa ám và viện cổ âm khí trong cấm khu, thần dị tới cực điểm. Ở thời khắc này, thời không biến điện trên người Trương Nhật Trần tạo bát ra ánh sáng màu vàng vàng vàng, cùng râu bạc sinh ra cộng minh. Hoa ở trên tờ giấy màu bạc hiện ra một chút đường vân kỳ dị. Mỗi một trang giấy bạc đều giống như tinh không bóng ánh, tờ hồ có thể trở nên to lớn vô tận. Trương Nhật Trần cũng không có phát giác được thời không biến điện dị dạng, lực chú ý hoàn toàn tập trung ở trên râu bạc. Cái đó là... Trương Nhật Trần mở thiên nhãn nhìn chăm chăm râu bạc, phát hiện trong râu bạc trắng xóa, nhìn không rõ ràng, giống như có một không gian to lớn. Tu vi của tu di thánh tăng không phải tu sĩ bình thường có thể lý giải, cho dù một sợi râu dài tu luyện ra một thế giới cũng không phải sự tinh kỳ quái gì. Trương Nhật Trần ở trong sợi râu dài kia phát giác được một tia khí tức cổ quái, từ nơi sâu xa tự như có một thanh âm đó chẳng biết tu di thánh tăng ở trong râu dài lưu choáng chút gì đó. Hai con người của thiên tinh thiên nữ trở nên sáng tỏ, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Không hổ là thời không truyền nhân, ở trước mặt hắn râu dài sinh ra rung động trước khi chưa từng có. Chẳng lẽ đúng như lão tổ nói, tu di thánh tăng ở trong râu dài lưu lại một thế giới? Trương Nhật Trần duỗi ra ngón tay muốn cầm râu bạc lên dò xét không gian phía sau xương trắng. Bành, thiên tinh thiên nữ đầy nắp hộp, đồng thời thu hộp trở về, nói, đây là vật mà tu di thánh tăng lưu cho gia tổ, hiện tại thuộc về thiên tinh giang minh. Ánh mắt của Trương Nhật Trần nhìn cái hộp, không có xuất thủ cướp đoạt, mà ông hòa nhã nhặn nói, coi như người có tu di thánh tăng lưu lại một sợi râu dài cũng không thể nói rõ người biết địa phương lão nhân gia dẫn lạc tên là thiên nữ của thiên tinh giang minh, tương lai sẽ trở thành thiên chủ, chẳng lẽ còn sẽ dùng lời nói dối lừa ngươi? Thiên tinh thiên nữ có chút khinh thường nói, Trương Nhật Trần không biết bị nữ tử lừa qua bao nhiêu lần, ngay cả thần nữ cũng gạt người. Thiên nữ tên là cái gì chứ? Trương Nhật Trần nói, phong cung đỉnh là một nơi hung hiểm, nghe nói rất nhiều tu sĩ đều tán thân ở nơi đó. Cùng ngươi đi xong, không thể nghi ngờ là phải bốc lên rất nhiều nguy hiểm, thậm chí sẽ ném tính mệnh vào.
chỉ bằng một câu của thiên nữ điện hạ, ta tuyệt đối không có khả năng đi bảo hiểm. Trừ khi... Thiên tinh thiên nữ vội vàng hỏi. Trừ khi cái gì? Trừ khi người giao sợi râu dài kia cho ta, ta ngược lại có thể cùng người đi một chuyến. Trương Nhật Trần nói. Vượt quá Trương Nhật Trần đoán trước, thiên tinh thiên nữ là sảng khoái đáp ứng. Trương Nhật Trần khẽ nhíu mày, cảm thấy việc này có chút khác thường. Coi như thiên tinh thiên nữ nhìn không ra râu dài dị dạng, thiên tinh văn minh nhiều cao nhân như vậy chẳng lẽ cũng nhìn không ra? Đang đáp ứng cũng quá sảng khoái đi. Trương Nhật Trần không biết là vị thần tổ kia của thiên tinh văn minh thời điểm giao râu dài cho thiên tinh thiên nữ đã thông báo đàn, nếu gặp được thời không truyền nhân phải chuyển giao râu dài cho hắn, đây là thần lệnh. Trương Nhật Trần lại nói, ta còn có một điều kiện, trước đi phong khung đỉnh ta phải tăng lên tu vi tới thánh dương tam bộ, cường độ tinh thần lực tăng đến lên cấp 57, thánh quả và thánh dược cần thiết do ngươi cung cấp. Tốt, ta đáp ứng. Thiên tinh thiên nữ cũng không cảm thấy điều kiện này quá phận, dù sao phong khung đỉnh rất nguy hiểm, cần lấy mạng đi liều. Nếu không phải một vị lão tổ trong tộc thọ nguyên sắp hết, dù cầu cấp bách thường tuyên kéo dài tính mạng, cho dù là đàn cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Về phần thánh quả thánh dược tăng cao tu vi và tinh thực lực, đối với đàn bà đói quá đơn giản. Thiên tinh văn minh cao thủ nhiều như mây, ở trong nội thư viên và ngoại thư viên hái không ít thánh quả và thánh dược. Tự như thiên tinh thiên nữ tiến vào phong thần đài, căn bản không có tự mình đi hái, chỉ cần ăn thánh quả và thánh dược tu sĩ khác đưa tới tăng cao tu vi là được. Chính vì như thế, tu vi của thiên tinh thiên nữ mới có thể đi đến trước Trương Dược Trừng, đột phá thánh vương tam bộ. Sau khi thiên tinh thiên nữ rời đi, Hạng Sơn Nam từ trong bóng tối đi ra, thần sắc có chút cổ quái, nói: Dược Trừng huynh đệ, chân lý áo nghĩa kia thật trân quý như các ngươi nói. Trương Dược Trừng hỏi ngược một câu: Ngươi có tin ta hay không? Tin, đương nhiên tin. Hạng Sơn Nam nói. Trương Dược Trừng nói: Coi như chân lý áo nghĩa là trân quý, ta cũng sẽ không cướp đoạt phần trên người ngươi. Hạng Sơn Nam ta cũng tuyệt đối sẽ không. Lại nói, chân lý áo nghĩa là trân quý, có trân quý bằng tình nghĩa huynh đệ sao? Nhược Trần huynh đệ, nếu không hiện tại ta cho ngươi toàn bộ chân lý áo nghĩa. Hạng Sơn Nam bóc tim bóc phổi nói, sợ bởi vì chân lý áo nghĩa để cho hai người sinh ra khoảng cách. Tuyệt đối đừng, ngươi làm như vậy chúng ta ngay cả huynh đệ cũng làm không được. Dừng một chút, thần sắc của Trương Nhược Trần trở nên nghiêm túc, lại nói, ta muốn đi phong khung đỉnh một chuyến, chỉ sợ trước tiên cần phải tách ra một đoạn thời gian. Ta đi với ngươi, núi đào biển lửa cùng một chỗ xong. Hạng Sơn Nam vỗ ngực nói. Trương Dược Trần lắc đầu, thù hận giữa ta và phe phái thiên đường giới đã liên lụy ngươi, lần này dù lần như thế nào ta cũng khó có khả năng để cho ngươi đi bảo hiểm nữa. Hạng Sơn Nam đang muốn nói cái gì, Trương Dược Trần lại nói, không để cho ngươi đi là bởi vì ta còn có một sự tình khác càng trọng yếu hơn muốn nhờ ngươi. Sau khi giao mộc linh thi cho Hạng Sơn Nam, Trương Dược Trần một thân một mình bước vào tự do giao dịch viên. Đương nhiên hắn lại biến hóa bộ dáng và thực hình, nhìn hơn 20 tuổi, mặc áo vải, hình dạng thường thường không có gì lạ. Tự do giao dịch viên khôi phục bình tĩnh, chỉ bước quá một đường đi về phía trước, Trương Dực Trần nghe được rất nhiều tu sĩ nghị luận đại chiến lúc trước phát sinh, đồng thời xưng hô hắn và Hạng Sơn Nam là hai quái nhân thực lực cực kỳ khủng bố. Có suy đoán bọn hắn là nhân tài mới nổi của bàn cổ giới, có suy đoán bọn hắn là đệ tử thần truyền mà chân lý thần điện bí mật bồi dưỡng. Những suy đoán này của bọn hắn cũng không phải không có chút căn cứ nào, bởi vì cho tới bây giờ tập đại đệ tử thần truyền tọa trấn phong thần đài lại không có ai hạ lệnh bắt. Rất hiển nhiên phía sau có nhân vật thủ đạo thông thiên ép việc này xuống, để phe phái thiên đường giới bị thiệt lớn còn không bị truy cứu. Bối cảnh như vậy chỉ suy nghĩ một chút thôi cũng cảm giác không rét mà run. Đáng tới chỗ bàn cổ giới và chân lý thần điện cũng là rất bình thường. Cũng không lâu lắm, Trương Dực Trần đi tới dưới một liệt khí lầu cát to lớn, ngẩng đầu nhìn lên lại không nhìn thấy đền chóp, chỉ có thể cảm nhận được trong liệt khí lầu cát có từng đạo khí tức mạnh mẽ phát ra. Liệt khí lầu cát cao to như vậy ở trong tự do giao dịch viên có thể nói số 1 số 2. Ầm ầm, cùng lúc đó một khung xe bao phủ trong thánh quang màu trắng từ đằng xa đi tới, kéo xe chính là 8 con bạch vụ không tước. Trên vách xe trang trí các loại bảo vật đẹp đẽ, có chuông gió vàng vang thanh khí, có thanh vang hồ lô thiên sinh địa trưởng, còn có tuyết thảo thánh ngọc tủy. Theo thánh xa chạy vội, chuông gió lay động, hồ lô nhẹ nhàng vang lên, mã đạo chạy xuôi đang dệt ra thanh âm giống như tiếng trời. Lái xe là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, đang đứng ở trên đỉnh đầu một con bạch vụ không tước, toàn thân ánh sáng bắn ra bốn phía, chính là đệ tử Lý Diệu Hàm của Thiên Sơ Thiên Tử, từng xếp hạng thứ 19 trên thánh giả công đức bảng. Trương Nhật Trần lùi đến một bên, âm thầm quan sát chiến thánh xa kia, trong lòng giật mình. Dạng văn thanh khí cấp 8, không hổ là một vị thiên nữ, chiến thánh xa này tuyệt đối là một chiến khí vô địch, so với Kim Bộ Long Liễn còn chỉ yếu hơn một bụng mà thôi. Bên trong ngồi,
hẳn chính là thiên sư tiên tử trên cửu thiên mỹ nhân đồ. Trương Dược Trần thầm nghĩ, thanh xa trân quý như thế, tự nhiên chỉ có chủ nhân của nó mới có tư cách cưỡi. Đối với mỹ nhân, đặc biệt là tiên tử vang gia thiên hạ, ai cũng muốn gặp một lần. Trong lòng Trương Dược Trần ngược lại là sinh ra mấy phần chờ mong. Để Trương Dược Trần thất vọng là từ trong thánh xa đi ra lại là một nam tử, hơn nữa còn là một nam tử hình dạng cực kỳ xấu xí, đầu lâu to lớn vượt qua thường nhân gấp đôi, răng lộ ra ngoài, bờ môi cũng không có được, hẳn không phải nhân loại. Nếu để cho người theo đuổi của thiên sơ tiên tử thứ cạnh này, chỉ sợ sẽ ghen ghét đến đấm ngược dòng chân. Một nam tử xấu xí như vậy lại có thể cưỡi hương xa của tiên tử, còn có thiên lý sao? Tu vi của nam tử xấu xí rất mạnh, mặc dù Trương Dược Trần rất ngạc nhiên thân phận của hắn, nhưng không có sử dụng thiên nhãn quan sát để tránh bị đối phương phát giác, rước lấy phiền toái không cần thiết. Sau khi nam tử xấu xí đi xuống thanh xa, đôi mắt tràn ngập sát dục, không có rời khỏi người Lý Diệu Hàm, cười nói: Diệu Hàm cô nương, tiên tử đến cùng ở nơi nào? Sư tôn ở trong luyện khí lâu cát này. Thời điểm Lý Diệu Hàm đưa lưng về phía nam tử xấu xí, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Nếu không phải mời diện công tử thất bại, đằng sau có khả năng lùi mà công việc khác, đi mời gia hỏa thanh danh khá thấp kém này. Thanh danh thấp kém, dáng dấp cũng cực kỳ xấu xí, nhưng ai bảo người này tu vi cao thâm, hơn nữa còn tu luyện không gian chi đạo đến cấp độ cực hạn. Muốn tiến đánh cung điện kia, nhất định phải có tu sĩ không gian tỏa trống mới được. Ban đầu đi mời người này nói lên yêu cầu cực kỳ quá phận, lại muốn thiên sư tiên tử tự mình đi đón hắn, muốn cùng tiên tử ngồi chung một xe. Lấy thanh danh thấp kém của hắn, nếu thiên sư tiên tử thật cùng hắn ngồi chung một xe, có thể nghĩ sẽ tạo thành ảnh hưởng trái chiều to lớn cỡ nào. Lý Diệu Hàm trực tiếp cự tuyệt, hắn mới thay đổi chủ ý, công bố phải dùng bạch vũ khổng tước thanh xa của thiên sư tiên tử đón hắn, hắn mới có thể tiếp thiếp mời. Theo Lý Diệu Hàm, cái này vẫn là điều kiện làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Thế nhưng sau khi nàng bẩm báo thiên sư tiên tử lại đáp ứng. Không có cách, Lý Diệu Hàm đành phải ngăn chặn cảm giác buồn đôn trong lòng, khống chế bạch vũ khổng tước thanh xa đi đón. Nam tử xấu xí tên Cố Phùng dáng tươi cười có chút hèn mọn, lầu bầu nói: Có thể cưỡi bạch vũ khổng tước thanh xa của thiên sư tiên tử một lần, sau khi trở về đủ để đấu khác 3 năm. Nói thật, hương vị của tiên tử thật thơm, mùi thơm không giống như nữ tử khác. Lý Diệu Hàm nhìn ánh mắt say mê kia của Cố Phùng, chỗ nào còn có thể không biết trong đầu hắn nghĩ đồ vật bẩn thỉu gì. Trong lòng nàng càng thêm chán ghét, nắm ngón tay siết thật chặt, chỉ cảm thấy sự tôn thần thánh không thể xâm phạm bị hắn tiết động. Cố Phùng chú ý tới Trương Dược Trần cách đó không xa, lộ ra biểu lộ khoe khoang, nói: Tiểu tử, thấy không, Cố gia cưỡi chính là hương xa của thiên sơ tiên tử, lái xe chính là Lý Diệu Hàm, đại danh đỉnh đỉnh, hâm mộ không? Trương Dược Trần không muốn gây sự, chỉ cười nhạt một tiếng xem như đáp lại. Đáp lại như vậy, Cố Phùng cảm thấy rất không hài lòng, song mi nhíu lại, nói: Biết Cố gia lại không? Người xưng dạng hoa đồng, Cố Phùng dù có dạng bụi hoa không dính một hạt phấn, thiên hạ nam tử hẳn không ai không hâm mộ Cố gia. Tiểu tử có muốn làm tùy tùng của Cố gia hay không? Hoa từ ngươi là không có tư cách đếm đến, nhưng tàng hoa vẫn có thể lưu cho ngươi. Trương Nhật Trường vẫn bảo trì mỉm cười, nói: Không muốn. Ban đầu Lý Diệu Hàm căn bản không chú ý tới nam tử hình dạng bình thường kia, nhưng giờ phút này trong mắt lại lộ ra thần sắc khác thường. Trước không đề cập tới Cố Phùng uy danh to lớn, vẹn vẹn chỉ là tu vi cao thâm bạc trắc kia của hắn, cho dù là Lý Diệu Hàm đứng trước mặt cũng sẽ cảm giác một chút áp lực. Thế nhưng nam tử hình dạng bình thường kia lại có thể ở trước mặt Cố Phùng bảo trì trấn định, từ đầu đến cuối mỉm cười. Điểm này không phải thường dân có thể làm được. Thời điểm Cố Phùng cảm thấy Trương Dược Trần rất không thức thời, muốn đi giáo huấn hắn một phen, Lý Diệu Hàm mở miệng, nói: Cố tiền bối, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào, đừng để sư tôn chờ quá lâu. Lạc ở không gian ở trong lòng bàn tay của Cố Phùng đã bị kích hoạt, nhưng đâm ngón tay hơi bóp, thu hồi lực lượng, cười một tiếng: Ha ha, nói cũng phải, làm sao có thể để tiên tử đợi lâu, nam nhân nên chủ động đi vào, nếu không sợ là tiên tử sẽ dội dã không nhìn nổi. Ha ha. Nghe nói như thế, đôi má của Lý Diệu Hàm trở nên đỏ bừng, trong lòng tức giận càng động, nhưng lại cố gắng khắc chế mình. Thằng đi Lý Diệu Hàm và Cố Phùng đi vào luyện khí lâu cát, Trương Dược Trần mới lầu bầu đói: Một gia hỏa hèn bọn như vậy là cũng tu luyện không gian chi đạo. Trương Dược Trần không nghĩ nhiều nữa, đi thẳng về phía trước. Trong qua luyện khí lâu cát chính là cự nhân thánh vương cảnh, Trương Dược Trần trình lên thiếp mời của thiên tinh thiên nữ, tự nhiên cũng có thể nghênh ngang đi vào. Luyện khí lâu cát hết thảy có 10 tầng, mỗi một tầng đều cao gần 100 mét, to lớn đại khí, coi như cự nhân cao mấy chục mét cũng có thể hành tẩu thông suốt ở bên trong. Tu sĩ nhân tộc bình thường như Trương Dược Trần đều trong đường hầm tự như người thi hoang vậy. Một tu sĩ vóc người uy mạnh râu dài từ phía trước bước nhanh tới, nói: Trương công tử,
Thiên nữ điện hạ nghe nói ngươi đến nên đặc biệt để ta tới tiếp ngươi. Trương Nhật Trần đã là lần thứ ba nhìn thấy gia hỏa này. Lần đầu tiên là ở chân Lý Chi Hải, gia hỏa này lái xe cho Thiên Tư Thiên nữ. Lần thứ hai là ở Sơn Dũng Bạch Cốt. Thời điểm Trương Nhật Trần và Thiên Tư Thiên nữ nói chuyện, có hai cường giả canh giữ nơi xa, trong đó có một vị chính là gia hỏa này. Sau khi tiếp xúc gần, Trương Nhật Trần mới phát hiện gia hỏa này thật không đơn giản. Lý nhãn lực của Trương Nhật Trần hiện tại sinh linh dưới đại thánh, hẳn coi như nhìn không thấu tu vi của đối phương cũng có thể làm ra phán đoán đại khái. Nhưng gia hỏa râu dài này lại làm cho Trương Nhật Trần hoàn toàn đoán không ra hư thực. Tiên chi kiêu nữ như Thiên Tinh Thiên nữ không có cường giả tuyệt đỉnh thu hộ mới là một quá sự. Trong lòng Trương Nhật Trần thầm nghĩ, người râu dài dẫn Trương Nhật Trần đi thẳng đến đỉnh chóp của Luyện Khí Lâu Các. Đỉnh chóp của Luyện Khí Lâu Các giống như một quan tinh đài, lại như một quảng trường rộng lớn, đang có trên trăm sinh linh tụ tập vào chỗ này. Hơn nữa mỗi một cái phát ra khí tức thánh đạo đều cực kỳ mạnh mẽ. Một hoàng kim cự nhân ngồi trên mặt đất để cho người ta chú ý nhất, cho dù trên mặt hắn để ý cười cũng cho người một loại cảm giác bá khí. Lúc này Cố Phùng đứng ở vị trí trung tâm nhất, mà Lý Diệu Hàm thì lui đến sau lưng một nữ tử mang theo màn che mặt. Nữ tử mang theo màn che mặt trên người bao quanh từng vòng thánh quang, chỉ có thể loáng thoáng trông thấy bóng người, còn có ba con mắt dưới khăn che mặt. Mặc dù đó trên trán có một chiếc mắt dọc, nhưng không ảnh hưởng vận vị tuyệt mỹ trên người nàng chút nào. Ngược lại, bởi vì con mắt dọc thứ ba tồn tại, nên nàng đẹp không giống bình thường, càng thêm linh động, càng có khí chất thường thánh. Nàng này hẳn là thiên sơ tiên tử trong truyền thuyết. Cố Phùng hai tay ôm ở trước ngực, đang đối thoại với thiên sơ tiên tử, cười hì hì, nói: chỉ cần tiên tử đáp ứng điều kiện lúc trước của bộ đói, cố bộ coi như liều mạng cũng sẽ giúp tiên tử lấy được thường tuyền. Phụ cận thiên sơ tiên tử, không ít nam tu sĩ lộ ra vẻ giận dữ. Trong đó một nam tử mặc túi lông hắc bào trầm giọng nói: Cố Phùng, ngươi chán sống sao? Dám đưa ra yêu cầu vô lễ như thế. Cố Phùng không sợ hãi, nói: đế tổ thái tử, việc này không có quan hệ gì tới ngươi, ngươi đừng có xen vào. Đế tổ thái tử lộ ra vẻ tức giận, nói: toàn bộ chân lý thiên vực còn không có mấy người dám lấy loại giọng điệu này nói chuyện với bản thái tử. Cố Phùng cười lạnh: ngươi không phải là muốn định đoạt thiên sơ tiên tử sao? Đáng tiếc ngươi truy cầu lâu như vậy có tác dụng gì không? Ngươi cưỡi qua bạch vũ không tức thánh sao của thiên tử chưa? Ha ha, giờ rồi ta đã cưỡi. Sắc mặt của đế tổ thái tử khi thì xanh khi thì tím, trong cơ thể truyền ra trận trận tiếng long ngâm, đỡ vào biên giới nổi giận. Ở dưới người râu dài dẫn dắt, Trương Nhật Trần đi đến bên cạnh Thiên Tinh Thiên nữ. Thiên Tinh Thiên nữ mỉm cười, chỉ vào một chỗ ngồi bên cạnh, truyền âm nói: nhanh ngồi, ngươi tới thật đúng lúc, dư dặn có thể nhìn một trò hay. Sau khi ngồi xuống, Trương Nhật Trần hỏi: trò hay gì? Tên dâm tặc Cố Phùng kia lại muốn thiên sơ tiên tử đáp ứng gả cho hắn làm vợ, hắn mới bằng lòng cùng chúng ta đi sông phong cung đỉnh. Ngươi nói người này có phải điên rồi hay không? Thiên Tinh Thiên nữ cười nói. Trương Nhật Trần hỏi: thiên sơ tiên tử đã đồng ý? Thiên Tinh Thiên nữ trừng Trương Nhật Trần một cái, nói: Cố Phùng là ai? Thiên sơ tiên tử lại là người nào? Nếu thiên sơ tiên tử thực đáp ứng hắn, chỉ sợ toàn bộ thiên đình giới sẽ gây ra oanh động, đây căn bản là việc không thể nào. Trương Nhật Trần nói: đi sông phong cung đỉnh là sự tình liều mạng, coi như đưa ra điều kiện này tô hồ cũng không tính quá phận. Thiên Tinh Thiên nữ nhìn chằm chằm Trương Nhật Trần một chút, sau đó cười nói: có phải ngươi cảm thấy mình nói ra điều kiện quá đơn giản, trong lòng có chút hối hận hay không? Không có, ta chỉ hy vọng thiên nữ điện hạ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đừng đến lúc đó làm ra sự tình lật lọng. Trương Nhật Trần thản nhiên nói. Vị trí trung tâm, Cố Phùng một bộ ăn chắc thiên sơ tiên tử có chút đắc ý, nói: tiên tử nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Theo Cố Bộ biết, vị lão thiên chủ kia của thiên sơ giang minh ở 3.000 năm trước, thời điểm của một vị chí cường của Tu La tộc quyết chiến, bị thương thế cực nặng, đến đây còn không có khỏi hẳn. Nếu như thu thập không đủ thần tuyền, chỉ sợ không độ được kiếp đạt nguyên hồi lần này sẽ dẫn lạc. Lấy tình thế nguy hiểm của thiên sơ giang minh hiện tại, nếu như lão thiên chủ dẫn lạc, hậu quả khó mà lường được. Bất luận một đại thế giới nào đều sẽ đối mặt khiêu chiến to to nhỏ nhỏ, có đến từ địa ngục giới, có đến từ tranh chấp lợi ích với các đại thế giới xung quanh, hoặc thù hận từ trung cổ để lại. Thiên sơ văn minh chính là như vậy. Thiên sơ văn minh ở biên giới thiên đình giới lân cận với cương vực của địa ngục giới Tu La tộc. 10.000 năm qua giữa hai bên chiến đấu chưa từng dừng qua. Lão thiên chủ của thiên sơ văn minh là một vị cổ cường giả, có hắn tỏa trấn, vô luận là thiên sơ văn minh kết xuống cừu địch hay Tu La tộc đều kiên dè không thôi, không dám tùy tiện xâm chiếm. Thế nhưng 3.000 năm trước, lão thiên chủ và một vị chí cường của Tu La tộc bộc phát đại chiến kinh thiên động địa. Mặc dù đã lui chí cường của Tu La tộc, nhưng lão thiên chủ cũng bị thương thế cực kỳ nghiêm trọng. 3.000 năm nay, thiên sơ văn minh tìm kiếm thương dược khắp nơi, muốn trị thương cho lão thiên chủ.
nhưng bảo vật như thần dược ở tứ đại chúa tể thế giới cũng cực kỳ hiếm thấy, muốn tìm được một gốc nói nghe thì dễ. 600 năm trước, thiên sơ văn minh rốt cuộc ở trong một bí cảnh viễn cổ tìm được một gốc thần dược. Đáng tiếc thần dược chưa thành thục, cần sử dụng rất nhiều thần tuyền mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thúc thần dược sinh trưởng. Vì mua sắm thần tuyền, thiên sơ văn minh cơ hồ vận dụng tất cả nhân mạch, tài nguyên và tài lực, thế nhưng thần dược vẫn chưa thành thục. Nếu không có thần dược chữa thương, có thể khẳng định lão thiên chủ không cách nào vượt qua nguyên hội kiếp 12.9600 năm một lần. Một khi lão thiên chủ vân lạc, các phương địch nhân rụt rịch, còn không như cơ hội này chỉ các thiên sư văn minh. Khoảng cách nguyên hội kiếp của lão thiên chủ đã không còn bao nhiêu thời gian. Chính bởi vì Cố Phùng thăm dò được tin tức này, cho nên mới có thể đưa ra yêu cầu vô lễ như thế. Hắn tin tưởng thiên sư tiên tử khẳng định phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, rất có thể sẽ thỏa hiệp. Nếu có thể cưới được thiên sư tiên tử, chỉ suy nghĩ cũng có thể cùng nàng nằm trên một cái giường. Cố Phùng đã cảm giác trong bụng có một đoàn tà hỏa bốc lên, hưng phấn đến run rẩy. Tu sĩ ở đây thuộc về cùng một phe phái Cổ Văn Minh. Lãnh tụ trong phe phái không phải thiên tử thiên nữ, chỉ là thần tử thần nữ, tu vi mạnh mẽ, địa vị cao thượng. Bọn hắn nhìn thấy bộ dáng phách lối của Cố Phùng, đều lộ ra thần sắc không vui. Đế tổ thái tử thúc giận dứt, đứng dậy nói: Cố Phùng, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta nhất định phải mượn nhờ lực lượng không gian của ngươi mới có thể đi xung phong khung đỉnh? Nói thật cho ngươi biết, bản thái tử cũng mời tới một vị tu sĩ không gian, tạo nghệ trên không gian chi đạo tuyệt đối không dưới ngươi. Khu cung điện trong phòng khung đỉnh kia có rất nhiều bảo vật, không chỉ có thần tuyền, các đại thế lực ở đây đều xoa tay muốn nhân cơ hội này là một vụ lớn. Bởi vậy các đại thế lực đều đi mời một vài tu sĩ không gian. Mặc dù đế tổ thái tử không thuộc về phe phái Cổ Văn Minh, nhưng hắn lại là người theo đuổi thiên sơ tiên tử. Vừa tiến vào phòng thượng đài liền công bố theo thiên sơ tiên tử cùng tiến thối. Hắn hết sức rõ ràng tầm quan trọng của thần tuyền đối với thiên sơ tiên tử, cho nên ở trên việc này hao tốn lực khí rất lớn. Chỉ cần trợ giúp thiên sơ tiên tử lấy được thần tuyền, còn sợ không thể ôm mỹ nhân quy. Cố Phùng nghe nói như thế lại cười lạnh: Tạo nghệ không gian chi đạo không dưới ta. Đó thật tu sĩ không gian dưới đại thánh, ngoài trường diễn công tử còn không có mấy người dám nói có thể thắng ta. Mặc dù có mấy cái như vậy cũng đều là lão già hỏa của không gian thần tiền. Lấy số tuổi của bọn hắn, căn bản không có khả năng đi vào chân lý thiên vực. Sau lưng đế tổ thái tử đi ra một lão giả mặc hắc bào, nói: Khẩu khí thật lớn, cầu cốt ta là có chút không tin. Cộc cộc, lão giả mặc hắc bào tên cầu cốt kia, tay cầm một cây long đầu thiết trượng, dáng vẻ lưng còng, từng bước một đi về phía Cố Phùng. Cầu cốt mỗi bước ra một bước, nhìn như chỉ có một khoảng cách ngắn, thế nhưng hai chân lại tản mát ra không gian ba động, một bước có thể phóng ra mấy trượng. Loại thủ đoạn này khác biệt võ kỹ xung địa thành thú, là cầu cốt sử dụng lực lượng không gian rút ngắn không gian dưới chân mấy chục lần. Võ sĩ xung địa thành thú tuyệt đại đa số đều là huyền thuật và thương pháp kết hợp, chỉ là một loại giả tượng. Chiêu này của cầu cốt để tu sĩ ở đây đều lộ ra kinh sợ, trong lòng thầm nghĩ: Đế tổ thái tử mời tới vị tu sĩ không gian này thật đúng là không đơn giản. Ở phong thần đài kết cấu không gian cực kỳ vững chắc, hàng bước ra một bước có thể phóng ra mấy trượng, nếu là ở phạm dưới chẳng phải có thể một bước mấy trăm dặm sao? Đôi mắt của thiên tinh thiên nữ lấp lóe, truyền âm cho Trương Dương Trần, nói: Bộ pháp công gia của cung cốt cũng không tệ lắm phải không? Người có thể làm được sao? Trương Dương Trần nhìn chằm chằm đôi giày sắt trên chân cung cốt, phát giác được không gian ba động trên thực tế là từ giày sắt truyền ra. Trương Dương Trần nói: Đôi giày sắt kia hẳn là một bảo vật không gian coi như không tệ. Cung cốt hẳn là một lực lượng giày sắt mới có thể làm đến xúc địa thành thú một bước mấy trượng. Ánh mắt của thiên tinh thiên nữ rất bất phàm, là một đôi bạn nguyên thường mục. Trải qua Trương Dược Trần nhắc nhở, nàng cũng nhìn ra manh khóe. Trương Dược Trần muốn xúc địa thành thốn là chuyện quá đơn giản, chỉ cần sử dụng không gian vàng vẹo liền có thể làm được, căn bản không cần mượn dùng bảo vật không gian như giày sắt. Trương Dược Trần hỏi: Tuổi tác của cung cốt hẳn rất lớn, hắn làm sao có tư cách đi vào chân lý thần điện tu luyện? Thiên tinh thiên nữ lắc đầu nói: Tuổi tác của người này cũng chỉ gần 200 tuổi, ở trong thánh dương hắn có là cực kỳ trẻ tuổi, tương đương với thiếu niên trong phàm nhân. Chỉ mất quá công pháp tu luyện của người này rất đặc thù, nhìn mới già nua như vậy. Mỗi một đại cảnh giới đều đại biểu cấp độ sinh mệnh khác biệt. Thọ nguyên của phàm nhân tối đa chỉ 100 năm, thọ nguyên của thánh vương lại vượt qua 1000 năm, định nghĩa thế hệ trẻ tuổi tự nhiên là không giống. Thời điểm thiên tinh thiên nữ và Trương Dực Trần nói chuyện với nhau, cũng không biết Cửu Cốt và Cố Phùng bạo phát ra xung đột gì, hai người lại sử dụng thủ đoạn không gian giao đấu. Trọng lực không gian, long đầu thiết trượng trong tay Cửu Cốt cắm xuống mặt đất, theo hắn rót thanh khí và quy tắc không gian vào thiết trượng, lại hình thành một lĩnh vực không gian đặc thù, lĩnh vực không gian trọng lực. Cho dù là Trương Dực Trần ngồi bên ngoài 10 trượng cũng có thể cảm giác được trọng lực trên người tăng trưởng 20-30 lần.
Hơn nữa cường độ trọng lực vẫn còn tiếp tục lên cao. Trăm lần trọng lực. Cục cố cường dạy một tiếng. Trọng lực của thiên đình giới vốn viện siêu phàm giới, chỉ có tu vi đạt tới thánh vương cảnh mới có thể phi hành khoảng cách ngắn. Có thể nghĩ gấp trăm lần trọng lực gia trì trên người một tu sĩ, chiến lực của tu sĩ tất nhiên sẽ hạ xuống trên phạm vi lớn. Có chung ý tứ. Ngón tay của Trương Nhật Trần nhẹ nhàng sờ lên cằm, lộ ra thần sắc suy tư. Cố Phụng nhanh chóng lùi về phía sau, tìm kiếm địa phương trọng lực yếu kém, trong miệng phát ra tiếng cười to. Ha ha, ngươi chỉ có chút bản lãnh này sao? Chỉ là lĩnh vực không gian trọng lực, còn không áp chế nội ta. Trưởng tâm không bạo. Cố Phụng nâng tay phải lên, ở lòng bàn tay quán một đạo lạc ứng không gian hiện hiện, nhanh chóng xoay tròn. Một lát sau, một đạo quang trụ từ trong lạc ứng không gian tung ra, bay về phía cụ cốt. Chỗ quang trụ đi qua, sử dụng mắt thường cũng có thể trông thấy không gian chấn động mãnh liệt, trọng lực không gian căn bản không có cách nào ngăn chặn. Cộng túp, sắc mặt của cụ cốt đại biến, vội vàng kích hoạt minh văn không gian của dây sắt, dẫm ra bộ pháp xung địa thành thúng, cấp tốc lùi về phía sau. Ầm ầm, quang trụ nổ tung ở trước người cụ cốt, phóng ra một cột không gian phong bạo cường đại. Chấn động đến cùng cốt, miệng phun thanh huyết, liên tục lùi về phía sau. Đế tổ thái tử hóa thành tàn ảnh xông tới, một tay đặt trên vai cùng cốt, một tay khác đánh ra trưởng ứng, ngăn trở không gian phong bạo ca quét. Cố Phụng phát ra tiếng cười kiêu ngạo. Đế tổ thái tử, đây chính là cao thủ không gian chi đạo nguyên mời tới. Giờ rồi, nếu không phải ta thủ hạ lưu tình, hắn đã biến thành một người chết. Cùng cốt cực kỳ xấu hổ, chắp tay nói. Điện hạ, tạo nghệ không gian của ta đích thực là xa xa không cách nào so sánh với hắn. Trong tay Cố Phụng nắm giữ một lạc ứng không gian cực kỳ lợi hại, chỉ sợ chỉ có không gian chưởng không giả diện công tử xuất thủ mới có thể vượt qua hắn. Được rồi, ngươi đã tận lực. Đế tổ thái tử để cừu cốt lui xuống trước chữa thương, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo, chuẩn bị tự mình xuất thủ giao hơn Cố Phụng. Bỗng dưng trong tay đế tổ thái tử vang lên thanh âm của thiên sơ tiên tử. Hắn lập tức dừng bước, xoay người nhìn về phía gia nhân kia, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thanh khí trên người thiên sơ tiên tử trở nên sáng tỏ, ở trên vùng trời luyện khí lâu cát chiếu rọi đến giống như ban ngày. Một thanh âm mênh mông vang lên, thần truyền trong phong cung đỉnh, đối với ta và thiên sơ giang minh là cực kỳ quan trọng. Hôm nay là cơ ta ở nơi này phát thệ, ai có thể giúp ta lấy được 10 dạng giọt thần truyền, ta liền gả cho hắn làm vợ. Nếu như vi phạm lời thề này, trời chú đức diệt. Thanh âm của thiên sơ tiên tử truyền đi cực xa, vang vọng toàn bộ tự do giao dịch viên. Nghe được thanh âm này, tự do giao dịch viên ồn ào biến mất không thấy gì nữa, trở nên yên tĩnh im bắn. Sau một lúc lâu mới bộc phát ra thanh âm trời long lướt lử, tất cả tu sĩ đều kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Ta không có nghe lầm chứ? Đó thực là thanh âm của thiên sơ tiên tử. Thần tuyền quá trọng yếu với thiên sơ giang minh, xem như thiên sơ tiên tử hy sinh mình cũng phải cướp đoạt thần tuyền, trợ giúp lão thiên chủ độ nguyên hồi kiếp. Trời ạ, nếu như ta có thể lấy tiên tử làm vợ, nhất định chấn động toàn bộ khải nguyên thần triều, trở thành kiêu ngạo của khải nguyên thần triều. Phụ hoàng khẳng định sẽ trực tiếp phong ta làm thái tử. Cưới thiên sơ tiên tử làm vợ tương đương với đạt được toàn bộ thiên sơ giang minh duy trì. Mặc dù hiện tại thiên sơ giang minh nguy cơ thiếu phí, nhưng chỉ cần lão thiên chủ vượt qua nguyên hồi kiếp, tu vi nhất định nâng cao một bước, đến lúc đó thiên sơ giang minh sẽ chỉ cường thịnh hơn hiện tại. Thiên sơ tiên tử phát thị giống như một viên đá ném vào trong hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Không có cách nào, ai bảo thiên sơ tiên tử mỹ danh lan xa, người theo đuổi vô số, có thể cùng nàng chung một chỗ đồng hành cũng sẽ để cho vô số tu sĩ hâm mộ ghen ghét. Nếu có thể cưới nàng làm vợ thì tuyệt đối xem như tới đỉnh phong của nhân sinh. Nguyên bản những tu sĩ không dám đi xông phong cung đỉnh kia, giờ phút này giống như điên cuồng, ma quyền sát chuẩn, kích động, nguy hiểm sát thực rất lớn. Thì nhưng vạn nhất may mắn thành công thì sao? Hết tập 341. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.